Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các bác. Hôm nay em giới thiệu về ba cái cây đen đô xuân, là ba cái loại hiện giờ đang nở. Thì để mà là đen đô xuân ấy thì nó cũng rất là khó để chúng ta có thể nhận diện qua thân lá. Nên là em cũng rất là khó mô tả được chính xác những cái gì mà em biết. Em sẽ diễn tả vào những cái cảm nhận của em và những cái hình thù và những cái cảm nhận của em và những cái cách mà để em nhận biết nó. Chứ còn để mà chính xác 100% ấy, thì sẽ rất là khó. Bởi vì có nhiều anh chị hỏi em, cái mua cái cây hỏi em về cây 5 cây trắng này, cái cây vàng mắt đen này hay các thứ, thì cũng như là những cây hồng thì nó rất là khó, thì nó hơi khó nhận diện qua thân lá. Thế nên là như bây giờ em vẫn quay lại những cái tư liệu để em giữ lại những cái nhận biết để có thể giữ khi mà mình mới thể tìm hiểu khi mà nó không có hoa. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người thân lá và đặc trưng của ba cái loại, đó chính là trắng tím họng đen. Gọi là trắng tím họng đen thì là nhiều trắng, còn cái này là tím đỏ và mắt đen. Đấy. Và nữa là một cái cây vàng tuyền, cái vàng họng vàng luôn. Ba cái màu này thì nó cũng rất đặc trưng. Em xin phép là giới thiệu về cái cây trắng tím này trước. Cái cây trắng tím mắt đen ấy thì về cơ bản là cái thân lá của nó cũng không có gì đặc trưng. Đây là bộ cánh hoa của nó, mọi người ngắm trước. Em sẽ nói về từ tổng thể trước. Tổng thể thì thân lá của cái cây này ấy, thì nó độ cao nó khá là cao. Nó cao khoảng tối đa là 50cm ấy, chắc phải tầm 4-50. Như đây là cái cây này nó cao khoảng tầm 35cm. Còn có những cây dài nhất của nhà em nó cao khoảng 40-50cm là tối đa. Và cái thân của nó khá nhỏ và gầy, nó giống với đùi gà dẹt. Giống với đùi gà dẹt anh chị nhé. Đặc trưng của nó là em cảm nhận ở đây anh chị nhìn thấy chiều này nhỏ hơn, chiều này to hơn, đúng không ạ? Nó giống với đùi gà dẹt. Và nó là cây nhân mô của Đài Loan hay Thái Lan đều vậy. Đấy. Nhưng cái cây này là cây em nhập bên Đài về, mới nhập năm nay. Cái cây màu này thì nó không còn xa lạ, còn rất là nhiều rồi, nhiều anh chị biết đến rồi, đúng không ạ? Về cái đặc trưng thì màu sắc đây, cánh hoa, họng và môi hoa. Cái này em hôm nay nói hơi ngược từ hoa đến thân lá sau vậy. Cái hoa, cánh hoa của nó thì là cánh nó tím xung quanh và trắng, còn đâu thì là họng đen, họng nó tím đậm ấy, chứ chẳng phải đen đâu, nó là tím đậm anh chị nhá. Hoa của nó thì nó chiếm khoảng 1/3 của thân hoa. Đấy, cái này nó không phải là cây quá dày đặc hoa, nó chiếm tầm 1/3 hoa đấy. Anh chị nhìn cây nhỏ nó cũng vậy này, cây nhỏ nó có vậy. Nhưng mà khi mà anh chị nuôi, đây là nuôi ở bên nước người ta nhé, còn khi anh chị nuôi mà nuôi tốt ấy và cứ cho nhiều nắng để nó rụng hết lá đi thì nó sẽ rất là nhiều hoa. Đấy là cái kinh nghiệm của em, có nghĩa là cứ nhiều nắng và rụng hết lá là sẽ ra nhiều hoa. Thì cái cây đen xuân này thứ nhất là giá trị nó không lớn, và thứ hai là nó hoa rất là đẹp và nó thơm. Thì đấy là một số cái mà anh chị có thể là sưu tầm được. Thân của nó thì thân giống đùi gà dẹt, thân mỏng và cũng mập lên, nhưng mà có nghĩa là thân nó, đây anh chị nhìn thân này. Đấy, thân dẹt đúng không ạ? Chiều này nhỏ hơn này, chiều này to hơn. Đấy, dạng thân dẹt, thân của đùi gà dẹt đấy. Đấy, nó như vậy. Và cái đặc trưng lá của nó thì nó cũng như những cây đùi gà khác này, đen xuân khác thôi. Cái đen xuân đấy, nó cũng là lá nó như kiểu lá nó to khoảng tầm độ 1,5 đến khoảng 2,5 đến 3cm tối đa, và dài khoảng từ 8 đến 12cm, có thể là 13-14cm, phụ thuộc vào nếu như anh chị nuôi nhiều nắng thì nó sẽ lá nó ngắn và to, và nuôi ít nắng thì lá nó nhỏ dài. Đấy là về cái cây trắng tím mắt tím đậm. Tiếp theo là đến cái cây màu tím và họng tím đậm, nó có viền trắng xung quanh cái họng, màu mắt đấy. Cái này thì là cái cây mà thân lá của nó khá là to, thân lá của nó cao khoảng 5-60cm và nó phình to, trên to, gốc nhỏ đấy, gốc rất là bé anh chị nhá. Nó là cây dendro truyền thống, đen xuân truyền thống, gốc nhỏ, phình to lên, phình to, và dạng là dạng của đùi gà tròn. Những cái đen xuân này thì hương nó cũng rất là thơm và màu sắc rất là bắt mắt. Thế nên là mùi đùi gà hiện tại thì cũng rất là nhiều người chơi, nhưng mà đen xuân thì cũng là một cái rất là đa dạng, nở cùng mùa đùi gà, là một cây cũng rất là đẹp, đúng không ạ? Cây này là nuôi trồng ở tại mình, và khi
nó có hoa khoảng chiếm 50% tỷ lệ hoa nuôi trồng tại mình. Và độ ẩm khi mà anh chị trồng thì có thể là cắt nước một chút vào dịp cuối năm để cho nó ra nhiều hoa hơn. Cắt nước có nghĩa là không hẳn là không tưới, có nghĩa là mình tưới thưa dần hoặc tưới ít đi, tối thiểu là 3 ngày mình tưới một lần để cho nó giữ ẩm thân lá, quang hợp và đương nhiên là vẫn rụng lá rồi. Đây là cái cây tím này, cái tím này thân lá rất là to anh chị nhé, thân lá của nó thân mập to như ngón tay trỏ và gốc của nó nhỏ, gốc của nó rất là nhỏ anh chị nhé, nhưng khi nó ra là mắt nó tròn to, mắt nó tròn to đây này, chứ nó không phải như cái thằng bên này. Cái thằng bên này thì nó là ra thế nào là nó cứ thế lên thôi, nhưng còn cái thằng này ra cái chân gốc của nó rất là to nhưng nó lại nhỏ luôn lại. Chân gốc anh chị nhìn này, đấy, cái chân gốc nó rất là to nhỏ lại và lên như này. Khi nó đến nó dừng ngọn thì nó sẽ phình ra rất là to, hoặc chưa dừng ngọn nó đã phình dần rồi. Đấy, cái lá của nó lại to, lá của nó dài khoảng 10 đến 15cm và 10 đến 10, 14, 15cm nếu những cái lá to ở trên ấy, còn những cái lá mới này là ngắn này. Đấy, và nó to khoảng từ 2,5 đến 3cm. Tiếp theo là sang đến cái cây vàng tuyền, đen xuân vàng tuyền. Cái này thì nó cũng có cái thể trạng y như là cái cây cây tím ấy. Đấy, nhưng cái gốc của nó, cây này em trồng hơi chìm gốc, nhưng cái gốc của nó thì nó dạng gốc nó không phải phình to ngay như cái cây kia. Đấy, gốc của nó thì nó dạng bình thường, ra cái là nó như vậy, ra nào lên lớn lên nó như kiểu là cây trắng tím ấy. Gốc của nó này, đấy, nó nhỏ này thôi, sau đó lên nó phình ra anh chị nhé. Cái vàng này thì nó là mới nở thì hoa nó màu xanh vàng, anh chị nhìn mấy bông trên này, mấy bông trên đấy, đấy, xanh vàng, hoa xanh vàng, nhưng khi nở lâu rồi hoa vàng đậm hơn. Đấy, thứ nhất là thế, thứ hai là nó nhiều nắng. Cái thân lá, cái thân của cây này nó không khác gì một cây đùi gà bình thường, anh chị nhìn thấy không ạ? Đấy, thân của nó cũng dưới nhỏ và trên rất to. Độ dài hiện giờ thì nó khoảng tầm độ 35-40cm. Một cái thân như này, thân trưởng thành, thì có nghĩa là nó có cái chiều dài, có nghĩa là từng, nó không hẳn là tối đa, nhưng có nghĩa là nó cũng rất là có cứ của nó, chứ nó không phải quá dài hay quá nhỏ. Đấy, có nghĩa là cái cây này, gốc nó bé thôi nhưng lên thân rất là to mập. Dáng lá của nó thì nó cũng như những cái lá đen đô xuân khác, không có gì đặc trưng hơn. Nhưng nó có một cái mà em cảm thấy là hơi có cái gì đó để chúng ta dễ nhận ra, đó chính là cái này nó khá, cái lá của nó, sắc tố của nó khá là giống với cây hoàng phi hạt. Cũng có thể là cái cây vàng này được lai từ cái cây có máu của cây hoàng phi hạt. Thì có nghĩa là đấy là cái dáng lá, mặt lá, mấy cái đấy là nó như kiểu trừu tượng ấy, và không thể diễn tả được bằng trên thực tế trên này. Thì và kiểu dáng lá nó rất là trừu tượng, nó theo cái trí nhớ của em, chứ em không thể diễn tả được cái này nó thành như nào cả. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể xem một số những cái video mà ví dụ về cái cây hoàng lạp hay về cái cây hoàng phi hạc. Em đang nói là cái cây đen xuân này giống hoàng phi hạc ấy. Hoàng phi hạc thì ở trên những video của kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa ấy, thì em phân tích từng loại rất là rõ chi tiết để các anh chị có thể biết được rằng là cái cây này nó là cây nào, hoa làm sao các thứ, thì anh chị có thể tham khảo thêm một số cái video trên đó. Còn như những cái đặc trưng của nó thì em vẫn diễn tả bình thường, ví dụ như cái cây vàng hay là cây trắng tím hay là cây trắng hay là trắng hoặc tím thì em vẫn diễn tả, bất kể cây nào em cũng đều diễn tả hết để chúng ta có thể nhìn nhận được. Khi mà nó không có hoa là một điều rất khó rồi, thế nên mình chỉ nhìn tương đối. Ví dụ như hai cái màu này, hai cái màu trắng tím với cái màu tím này khi mà mới nụ ấy, thì nó giống nhau lắm, nụ ra rất là xanh, còn cái tím này thì về sau nó đậm lên dần, thì đấy nó là một cái rất là khó. Và nữa đó chính là cái khó nữa đó chính là cái thân lá của nó không có màu, nó không có màu sắc gì cả, nó là màu xanh sạch. Phi điệp gọi xanh sạch như này thì sổ trắng hoặc năm inch trắng ấy, hoặc là màu sáng. Đen xuân này thì thế, nhưng không, thực ra nó cũng rất khó. Đen xuân này có những cái cây mà trắng tím thì thân nó xanh sạch rồi, hoặc như cây tím này anh chị có thể nhìn thấy đây, đấy, có nghĩa là thân nó xanh sạch. Thân xanh sạch như thế thì rất là khó mà có thể để nhận biết được rằng chính xác nó là như nào cả, đúng không ạ? Chứ còn nếu như thân tím thì hoa tím, thân trắng hoa trắng thì nó lại dễ hơn, nhưng cái này đen xuân thì nó khó hơn là như vậy. Thì anh chị cũng có thể tham khảo thêm một số những cái video và những cái cây khác của em trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi ủng hộ em.
Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào video sau. Anh chị có nhu cầu mua đen đô xuân cứ liên hệ bên em. Bên em còn màu nào thì bên em sẽ bán màu đó. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại tất cả mọi người vào những video sau. Xin cảm ơn.